Lương Thế Thành và Thúy Diễm cùng mặc áo dài tình tứ song ca trong sự kiện. Thúy Diễm chia sẻ hình ảnh tái xuất trở lại tại sự kiện cùng ông xã. Cả hai nhận được vô số lời khen ngợi về sự đẹp đôi và tình tứ từ người hâm mộ. Cặp vợ chồng trai tài gái sắc lâu lắm rồi mới được dịp tay trong tay cùng nhau xuất hiện trước công chúng. Lương Thế Thành và Thúy Diễm lựa chọn áo dài tông suỵt tông rạng rỡ bên nhau. Không chỉ đến dự sự kiện, Lương Thế Thành, Thúy Diễm còn có màn song ca hết sức tình tứ vãn ý. Sau khoảng thời gian hơn 2 năm chung sống, Lương Thế Thành, Thúy Diễm vẫn luôn mặn nồng như thỏ ban đầu. Tháng 4 vừa qua, cả hai hạnh phúc đón con trai đầu lòng và luôn nhận được nhiều sự quan tâm ngưỡng mộ đặc biệt từ người hâm mộ. Kể từ khi sinh con trai đầu lòng, đây có lẽ lần đầu tiên Lương Thế Thành và Thúy Diễm trở lại đứng trên sân khấu song ca cùng nhau. Người hâm mộ tỏ ra vô cùng thích thú với hình ảnh hạnh phúc và tình cảm như mới yêu của cặp đôi. Được biết, trong thời gian qua, bà xã Lương Thế Thành cũng tiết lộ sắp trở lại màn ảnh sau thời gian dài vắng bóng và chăm sóc cho con trai đầu lòng. Thông báo của nữ diễn viên nhận được rất nhiều sự ủng hộ và mong chờ của khán giả. Một số hình ảnh tình bể tình của cặp đôi Lương Thế Thành, Thúy Diễm tại sự kiện. Quyền Linh nói gì khi chương trình anh Tần gian lận để giúp người nghèo ngừng sản xuất? Trước thông tin chương trình vượt lên chính mình tạm ngưng sản xuất, MC Quyền Linh, người thổi hồn cho chương trình từ những ngày đầu tiên, đã có những chia sẻ vô cùng xúc động. Vượt lên chính mình là một trong những chương trình được đông đảo khán giả truyền hình yêu thích vì tính nhân văn, ý nghĩa với bà con nông dân có hoàn cảnh khó khăn ở khắp các tỉnh thành Việt Nam. Nghệ sĩ Quốc Thuận thay thế Quyền Linh trong vai trò MC của chương trình hơn một năm qua. Mới đây, MC Quốc Thuận bất ngờ chia sẻ trên trang cá nhân hình ảnh khi mình dẫn chương trình cùng lời nhắn đến việc ngừng phát sóng của chương trình. Chia sẻ một tin không vui, rất mong có một vị Bồ Tát sống xuất hiện để bà con nghèo còn có cơ hội tiếp tục nhận được sự đồng hành của một chương trình nhân đạo như thế này. Đừng ngủ yên nhé, vượt lên chính mình. Rất nhiều khán giả vô cùng tiếc nuối khi hay tin chương trình tạm ngưng sản xuất. Trong đó, MC Quyền Linh được mọi người nhắc đến như một người từng thổi hồn cho chương trình từ những ngày đầu tiên. Tuy nhiên, khi cánh phóng viên liên lạc với anh để hỏi về cảm xúc, khi chương trình vượt lên chính mình ngưng sản xuất, nhưng anh từ chối nói về số phận của chương trình này. Thay vào đó, anh chia sẻ quan điểm của anh về việc làm từ thiện, các chương trình từ thiện. Nói về kỷ niệm với các chương trình từ thiện, tôi có nhiều kỷ niệm, buồn vui đều có. Kỷ niệm buồn là khi đến một nơi nào đó hỗ trợ cho một hai trường hợp xây được nhà, mổ tim, thì còn cả trăm hoàn cảnh nữa cần giúp đỡ. Và còn hàng ngàn hoàn cảnh khó khăn nữa, khi tôi đến gặp họ tôi cảm thấy buồn, khi đi có cảm giác vui vì một hoàn cảnh được hỗ trợ. Cứ thế vui buồn lẫn lộn gần 20 năm qua, MC Quyền Linh chia sẻ trên báo Tuổi Trẻ. Ngay sau đó, đại diện cho đơn vị sản xuất Vượt Lên Chính Mình xác nhận hiện tại chương trình tạm ngưng sản xuất vì những lý do khách quan trong công ty, dù chương trình vẫn được sự yêu mến của khán giả và quảng cáo vẫn rất tốt. Kết phim Gạo Nếp Gạo Tẻ viên mãn, cả Hương và Minh đều xin con gái, Công chấp nhận buông tay. Kịch bản phim sẽ có cái kết đẹp viên mãn thỏa lòng mong đợi khán giả. Trong livestream tối qua của Hương, Lê Phương, cô giao lưu trò chuyện với khán giả về kịch bản bộ phim Gạo Nếp Gạo Tẻ. Cô chia sẻ rằng có nhiều khán giả rất bức xúc về các tập phát sóng mới đây về chuyện tình cảm ba người, Tường, Hương và Công. Dù đã ly dị, nhưng tại sao Hương vẫn liên lạc với Công, không nhanh chóng đến với Tường? Hương tiết lộ rằng tập cuối bộ phim rất thú vị. Cô khẳng định chắc chắn các nhân vật sẽ có cái kết xứng đáng, thỏa lòng mong đợi khán giả. Phải chăng Hương Tường làm đám cưới? Nhưng vượt qua cám dỗ khi xuất hiện người thứ ba, quay về bên Minh, Hương Hoa Hậu ra tù, sẽ tu trí sửa đổi tính nết. Cuối cùng gia đình bà Mai đoàn tụ sau bao sóng gió. Mới gần đây trên trang Facebook cá nhân của diễn viên Hoàng anh có đăng bức ảnh ăn cơm cùng đoàn làm phim, ghi status. Thực đơn gồm có gạo nếp ăn chung với gạo tẻ, đặc biệt có thêm nhiều các bé nhí xuất hiện. Có lẽ đây là con của các đôi Minh, Nhân, Hương, Tường, Chú Quang và Trinh. Quả thật, đây là cái kết đẹp viên mãn của gạo nếp gạo tẻ mà khán giả mong chờ. Bức ảnh Công Hoàng Anh đăng mới nhất trên Facebook, gia đình bà Mai đoàn tụ con đàn cháu đóng. Sự xuất hiện của hai bé gái, ngồi chủ Nhân và Hương, Tường liệu có phải là thế hệ sau của gia đình? Khán giả vui mừng khi cái kết bộ phim đẹp viên mãn như vậy. Ảnh cưới của Hương và Tường. Trong ngày vui của chị gái, Hân cùng em gái Út sắp xếp bàn tiệc và đón khách. Có vẻ như sau biến cố ra tù vào tội, Hân đã trưởng thành hơn và dần biết suy nghĩ cho gia đình hơn.
cả gia đình sum vầy bên căn nhà gỗ nhỏ. Đàm Vĩnh Hưng lần đầu tiết lộ Hoài Lâm từng té sông mấy lần nên chắc cũng hơi có vấn đề. Nhận thấy Hoài Lâm là người khó dạy bảo năm 13-14 tuổi, Đàm Vĩnh Hưng cho rằng phải chỉ từng chút kèm từng chút mới được đến ngày hôm nay. Câu chuyện Hoài Lâm hủy hàng loạt show diễn rồi tuyên bố nghỉ hát trong 2 năm tiếp tục thu hút sự chú ý của khán giả qua những chia sẻ mới nhất của Đàm Vĩnh Hưng. Được biết, nghệ sĩ Hoài Linh từng gửi con nuôi Hoài Lâm sang công ty của Mr. Đàm để đào tạo từ lúc Hoài Lâm chỉ mới 14 tuổi. Thế nhưng, người mà Đàm Vĩnh Hưng biết ơn nhất cũng là Hoài Linh vì đã dẫn dắt anh từ thuở vào nghề. Chính vì đó khi Hoài Lâm, con nuôi của người từng dạy dỗ, cũng là nhân vật khiến ông Hoàng Nhạc Việt phải dành nhiều tình cảm nhất. Không dưới 2 lần, Đàm Vĩnh Hưng thừa nhận anh coi Hoài Lâm như con của mình và bỏ công chỉ dạy từng chút một. Thế nhưng, từ những ngày đầu chỉ dạy Hoài Lâm, Đàm Vĩnh Hưng cũng tự nhận thấy anh là một người cứng đầu, khó dạy bảo. Đàm Vĩnh Hưng tâm sự, chia sẻ về Hoài Lâm tại chương trình Talk Show. Hưng nhận về từ năm 13-14 tuổi, chỉ có chỗ ăn, chỗ ở. Thích trượt patin, Hưng cũng mua về cho chơi. Nó cũng là đứa té xong mấy lần, ngồi sau xe ở ghe xuồng chở qua tỉnh này tỉnh nọ, rồi rớt xuống sông Hoài nên cũng hơi có vấn đề chút xíu. Hưng đem về thấy con lớn rồi, không thể đem con ra ngoài học bổ túc văn hóa được. Nó xấu hổ tội nghiệp nên Hưng mướn giáo viên về nhà dạy theo giờ, dạy tất cả mọi thứ cho Hoài Lâm. Kể cả khi đi hát ở Đà Nẵng, đi qua núi Ngũ Hành Sơn cũng chỉ tại sao gọi là núi Ngũ Hành Sơn, đi thắp nhang cũng chỉ tại sao thắp 3 cây nhang mà không phải 2 cây hay 4 cây, dạy tất cả mọi thứ cho Hoài Lâm. Hoài Linh gửi Hưng để đào tạo, trong quá trình đó ăn ở tại đây gần gũi ăn cơm, đi diễn khắp nơi như một đứa con, thì mình thương dần dần và dạy nhiều thứ khác hơn nữa. Cho nên việc vào showbiz là cái duyên phận thôi, mình không thể quyết định được điều gì. Trước đó, nói về chuyện dừng sự nghiệp của con nuôi Hoài Linh, Đàm Vĩnh Hưng cũng nói rằng 2 năm là quá nhiều và sợ người hâm mộ sẽ lãng quên khi ca sĩ vắng bóng quá lâu trên thị trường âm nhạc. Mr. Đàm cũng sẵn sàng hỗ trợ cho anh về mặt tiền bạc hay chuyên môn. Dù thất vọng, người hâm mộ vẫn chờ đợi Hoài Lâm sớm trở lại với âm nhạc, nơi mà anh từng nói mình thuộc về nó từ khi sinh ra. Chỉ mới 10 tuổi, con gái cố nghệ sĩ Khánh Nam đã tậu được xe hơi. Với tiền cách xê thì hát ở nhiều nơi, bé Khánh Nhi đã có được xe hơi riêng nhằm phục vụ cho việc di chuyển. Khánh Nhi, ngoài danh hiệu quán quân cuộc thi Sao Nói Ngôi Nhí mùa 1, thì khán giả còn biết đến em với mối quan hệ là con gái nuôi của cố nghệ sĩ hài Khánh Nam. Theo đó, chính nam nghệ sĩ là người đã dạy dỗ dìu dắt Khánh Nhi trong những ngày đầu bước chân vào con đường nghệ thuật. Sau khoảng 1 năm cha nuôi qua đời, Khánh Nhi vẫn đi theo sự nghiệp ca hát và được nhiều khán giả yêu mến hơn. Tuy nhiên, việc thiếu vắng đi sự dạy dỗ của cố nghệ sĩ cũng làm cho em nhiều lần buồn bã. Lúc còn sống, tía chỉ dạy con diễn mà ít có la mắng. Tía thường dắt con đi chơi, mua đồ cho con, đút từng muỗng cho con ăn. Mong ước của tía lúc còn sống là muốn con được đi diễn nhiều hơn, đi đến đâu cũng được khán giả biết đến. Tuy nhiên, cũng nhờ vào sự dìu dắt của cha nuôi mà Khánh Nhi có thể đi diễn được nhiều nơi hơn và phần nào hỗ trợ kinh tế cho gia đình. Trước đây, hoàn cảnh gia đình của em khá khó khăn. Cha ruột bỏ đi từ năm 3 tuổi và hai mẹ con phải nương tựa nhau sống ở Sài Gòn. Sau 1 năm, mọi thứ đã thay đổi. Không chỉ có cuộc sống ổn định hơn mà Khánh Nhi còn có thể tậu chiếc xe hơi. Riêng từ tiền cách xê, đây là phương tiện giúp cho em dễ dàng di chuyển đến các địa điểm. Vào cuối tháng 10 vừa qua, Khánh Nhi còn có một bữa tiệc sinh nhật hoành tráng với các bạn bè cùng trang lứa và các nghệ sĩ lớn khác. Dù mọi thứ đã có phần thay đổi, nhưng quán quân nhí vẫn không quên hình bóng cha nuôi. Khánh Nhi vẫn thường hay đến nhà để thắp hương cho cố nghệ sĩ Khánh Nam. Phản ứng của cộng đồng mạng khi chương trình mà Quyền Linh gian lận để giúp người nghèo ngừng sản xuất. Khi hay tin chương trình Vượt Lên Chính Mình ngừng phát sóng, cư dân mạng bày tỏ sự tiếc nuối. Dù vẫn được đông đảo khán giả yêu mến, nhưng đơn vị sản xuất chương trình xác nhận Vượt Lên Chính Mình tạm ngưng phát sóng vì lý do xuất phát từ nội bộ công ty. Đại diện cho đơn vị sản xuất Vượt Lên Chính Mình xác nhận hiện tại chương trình tạm ngưng sản xuất vì những lý do khách quan trong công ty, dù chương trình vẫn được sự yêu mến của khán giả và quảng cáo vẫn rất tốt. Thế nhưng, đại diện HTV cho biết, đơn vị hợp tác sản xuất Vượt Lên Chính Mình có thay đổi. HTV và đơn vị này vẫn đang bàn các phương án, nhưng chưa có kết quả cuối cùng. Thế nhưng, dù biết chương trình để giúp đỡ người nghèo này đã ngừng phát sóng, không chỉ người dẫn chương trình MC Quyền Linh, mà cả số đông cư dân mạng đã bày tỏ vô cùng tiếc nuối.
Chương trình thực tế thiết thực thì ngưng, chương trình hẹn hò kiếm trai kiếm gái thì càng tăng, không hiểu nổi. Không tai tiếng, không ồn ào, không bia cho bản thân, có một số người gửi gia đình anh chị một số tiền. Thực tế là tiền riêng của chú tặng họ, chỉ có thể là chú quyền linh. Phượt lên chính mình còn là cả tuổi thơ, nhớ lúc ngồi cùng ba mẹ xem, đoán xem rút bản nào là nhiều tiền nhất. Cái chương trình này tôi thấy ý nghĩa nhất, giúp đồng bào nghèo vượt qua khó khăn trong cuộc sống. Mấy cái ý nghĩa không làm suốt ngày toàn chương trình yêu với chả đương, một thằng mấy chục con tranh rồi ngồi khóc. Người hâm mộ bày tỏ sự tiếc nuối khi ngừng phát sóng chương trình. Được biết đây cũng là chương trình chủ yếu để giúp đỡ người nghèo. Người hâm mộ cho rằng nếu ngừng phát sóng vậy thì làm sao người nghèo được giúp đỡ. Chương trình bây giờ chủ yếu giúp người nghèo mua đồ hiệu hoặc giúp ca sĩ trẻ được lên sóng. Ví dụ mời ca sĩ diễn viên người mẫu chơi, còn người nghèo khắp nơi thì kệ, vì họ đâu có trả tiền để chơi đâu, nhớ mãi giọng nói và cái cách bấm giờ đầy nhân văn của anh Quyền Linh. Sự hấp dẫn của Vượt Lên Chính Mình nằm ở yếu tố kịch bản hấp dẫn, có sự tham gia của những nghệ sĩ khách mời được khán giả mến mộ, các thử thách vừa sức người chơi. Đặc biệt bao nhiêu năm, hình ảnh anh nông dân Quyền Linh đi dép nhựa tổ ong, quần sắn gói lăn xả trên hiện trường, những nụ cười xen lẫn nước mắt của thí sinh nghèo khi chiến thắng qua các vòng chơi và được xóa nợ đã ghi dấu ấn khó phai trong lòng khán giả. Trước đó Quốc Thuận cũng cho biết anh cũng chỉ mới gắn bó gần một năm. Quốc Thuận, người thay thế Quyền Linh làm MC cho Vượt Lên Chính Mình một năm nay, chia sẻ, dù mới gắn bó với chương trình được một năm, nhưng khi biết tin Vượt Lên Chính Mình sẽ ngừng phát sóng, tôi buồn lắm.